Từ bao đời nay, tại thị trấn nhỏ mang tên là Santo Tomas thuộc tỉnh Chumbivilcas của Peru đều diễn ra một lễ hội kỳ lạ mang tên là Takanaqui. Theo giải thích của người dân địa phương thì cái tên này mang ý nghĩa là khi máu sôi sục. Đây là cơ hội để người dân giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng theo cách xa xưa, tức là sử dụng bạo lực. Ngày lễ Takanaqui có truyền thống từ lâu đời và liên quan tới danh tiếng của mỗi gia đình. Và đây cũng là một trong những lễ hội đặc biệt trên thế giới. Những du khách lần đầu được chứng kiến hoạt động trong lễ hội thường cho rằng đây là biểu hiện của sự bạo lực. Tuy nhiên với người dân thị trấn, Takanaqui là ngày lễ quan trọng trong văn hóa dân tộc mình. Họ tham dự để thể hiện sự can đảm của bản thân và muốn nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng. Vào ngày hội, rất đông người ở mọi độ tuổi tới tham dự. Họ sẽ tập trung tại đấu trường của địa phương. Nơi đây diễn ra những cuộc chiến đấu chí tử và quyết liệt. Ở mỗi cuộc đấu, người tham dự được quyền đấm đá vào người đối phương mà không dùng vũ khí. Chính quyền địa phương đảm nhận vai trò giám sát và trọng tài. Luật cuộc đấu cũng nêu rõ không được đánh đối thủ khi họ đã ngã xuống. Hầu hết mỗi trận đấu đều ít khi xảy ra chấn thương. Cuộc đấu kết thúc, hai người sẽ ôm nhau giàn hòa. Còn nếu hiểm khích mâu thuẫn vẫn còn tiếp tục, họ sẽ hẹn tái đấu vào năm sau. Đây là một nét truyền thống văn hóa lâu đời của chúng tôi. Từ trẻ nhỏ, trẻ vị thanh niên hay người lớn tuổi đều có thể tham gia. Các bạn có thể thấy đấy, nếu thiếu lễ hội này thì năm mới với chúng tôi chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Bên cạnh nhiều ý nghĩa tinh thần, lễ hội đánh nhau Takanaqui còn là cách để người dân Santo Tomas xua đi những đen đủi của năm trước, chào đón năm mới với tinh thần phấn chấn hơn. Ngoài ra, suốt trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân sẽ ăn uống nhảy múa với nhau suốt ngày đêm.